Từ ngày 10 tháng 1 năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán, xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó có vi phạm nồng độ cồn. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện nghiệp vụ, triển khai tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, đồng thời lập chốt kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm về ma túy. Mong cho các lực lượng chức năng là xử lý nghiêm những trường hợp là vi phạm nồng độ cồn để tránh trường hợp là nhiều vụ tai nạn xảy ra, nó rất là đáng tiếc. Riêng tôi thì đã uống rượu bia thì tôi sẽ không bao giờ tham gia giao thông, lái xe ở trên đường. Và tôi sẽ có phương án hai là tôi sẽ đi taxi. Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm thì chúng tôi là nâng cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ chiến sĩ, kiên quyết xử lý nghiêm những cái trường hợp mà đã uống rượu bia và lái xe. Xác định xử lý vi phạm nồng độ cồn là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong dịp Tết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và Cảnh sát Giao thông Công an các huyện, thành thị đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nếu người vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng chức năng sẽ ghi lại đơn vị công tác để trao đổi với cơ quan, đơn vị để có hình thức xử lý. Tập trung kiểm tra, kiểm soát và tại các cái địa bàn có các cái nhà hàng, quán ăn vào các cái khung giờ và sau cái giờ mà người dân ấy thường có những cái hoạt động ăn uống như là từ 12 giờ cho đến 14 giờ hàng ngày, cũng như là từ 18 giờ cho đến 24 giờ hàng ngày. Và Phòng Cảnh sát Giao thông cũng đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ thực hiện việc tuần tra kiểm soát 24 trên 24 giờ, đảm bảo coi như là khép tuyến địa bàn. Cùng với việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu bia thì không lái xe để đảm bảo an toàn cho mình và mọi người.